Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. California for all. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua 2 bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Good morning, Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả cho đón quý vị với chương trình Little Sài Gòn TV Live và mời quý vị vào trong Facebook, YouTube cũng như trang nhà littlesaigontv.com. Một buổi sáng ngày thứ ba hôm nay Ngọc Lan khá là bận rộn bởi vì chúng tôi có những vị khách mời trong ngày hôm nay. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Và trước khi Ngọc Lan sẽ cho biết mời ai lên chương trình gì thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị cái chuyện nó vui vui cộng đồng thôi. Hồi nãy có nói chuyện mỗi một ngày chúng tôi lái xe đi trên đường về và không biết quý vị như thế nào, nhưng mà để ý hai chung quanh cái gì mà nó hơi thay đổi vì con đường mình quá quen thuộc mà Ngọc Lan cũng để ý. Cái gì nó hơi thay đổi cái mình biết liền à, thì chúng tôi cũng để ý nhà cửa lắm, thì thấy có cái nhà mình rất là xinh, mình nói wow, nếu mà mình mua được cái nhà này mình có lý lắm, tại vì nó cũng tiện lợi rồi nó đẹp, mình mua mình cho mướn thì như vậy. Thì đi hoài cả chục năm nay á, một con đường lắm thì đi cả chục năm nay không bao giờ thấy đăng bán hết. Đùng cái mình nói ồ phải chi nó đăng bán. Thế là gọi điện thoại ngay để tìm hiểu coi sao giá sao, mình cũng không nghĩ mình mua đâu, gọi cho trời thôi, gọi lại cho cái ông để tin Mỹ, không phải là người Việt Nam, thì gọi lại mình tưởng là gọi cái họ trả lời liền không, tôi bán giá này nọ, không gọi. Chờ tôi nghĩ ngay lập tức là thôi cái nhà này chắc có người mua rồi, chứ còn không thì người ta gọi lại ngay phải không ạ. Ba ngày sau cái người đó mới gọi lại cho chúng tôi ngày hôm qua, thì chiều hôm qua về nhà thì mới nhận được cái điện thoại. Ông nói xin lỗi, tôi gọi lại là cái courtesy, cái lịch sự thôi, chứ còn căn nhà này đã có 20 cái offer tiền mặt. Hỏi chứ cái nhà này đăng, ông nói đăng mới có mấy ngày à, thì anh chị thấy đó, tại vì mấy ngày trước mình đi thì mình chưa thấy, thì đăng có mấy ngày thôi, thì ông nói là như thế, cho nên bây giờ cũng không đến phiên anh chị đâu, bởi vì chủ nhà đã nhận một cái offer rất nhiều rồi, không hỏi bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ bởi vì chắc phải 40-50 ngàn đô la trên cái giá họ hỏi. Cho nên cái giá nhà đó không có cái giá dưới 800 ngàn. Oh my God. Thì cái vấn đề ở đây đó là mình mới thấy được là mình có nghe tin là có rất nhiều người đã rời California sang các tiểu bang khác, Arizona, Nevada và nhất là ở Houston, Texas nữa. Thế nhưng cái số người này đi chúng tôi tính ra nó chồng chèm đâu 1% hoặc là hơn 1% so với tổng dân số của California. Cho nên số nhà của California thì không có nâng lên được cái mức đó. Cho nên cái người mà bỏ đi đó, thì cái người khác đang chờ đợi mua cái số nhà của những người bán bỏ đi đó, nó fill up hết, tức là nó điền vào chỗ trống hết tất cả. Những người còn lại cứ đứng xếp đằng sau. Thì quý vị tưởng tượng thôi, một cái nhà mà 20 cái offer, thì mình không biết được những người offer này họ mua nhà để ở hay là họ mua đầu tư. Nhưng mà tôi nghĩ thời buổi này khó lòng để mua đầu tư lắm, bởi vì cái giá nhà nó quá cao, thứ nhất. Thứ hai, cái tiền nhà nó không đủ trả cho cái món nợ mình bỏ ra. Nhất là bây giờ cái thị trường chứng khoán nó đang lên tốt, không có ai bỏ tiền vô đầu tư nhà hết trơn. Người ta bỏ vô cổ phiếu, nó lên rất nhanh. Nhiều khi có một cái cổ phiếu trong vòng một tuần lễ nó lên 10%. Làm sao mua nhà có được cái đó. Cho nên tôi nghĩ rằng phần lớn những cái offer này là thực sự họ đã để dành tiền một thời gian rất dài. Họ đã có đủ số tiền mặt, họ mới offer cái giá tiền mặt đó. Hoặc là cũng có người muốn bán rồi trao lại để mà có lời liền lên lập tức.
thì đó là cái vấn đề mà mình cho thấy rằng cái tình trạng nhà cửa ở California này đang gặp khó khăn như thế nào. Chúng tôi nói chuyện với những người làm địa ốc cũng thế nữa. Có bao giờ Ngọc Lan nhận thư mà mỗi một ngày đều có cái thư kêu gọi mình bán cái nhà không? Có. Họ nói, anh ơi, để tên mình đàng hoàng chứ ghê chứ. Nhà gần đây mới để chúng tôi bán được cái nhà này. Anh nghĩ sao đã đến lúc... Offer cash nữa. Mình chưa offer cash, mình chia tay với cái nhà mình cũng đau buồn lắm. Nhưng mà quý vị có nghĩ đến lúc mình nên bán cái nhà không? Nhưng mà không chỉ ở California, anh Thụy. Ngọc Lan nhớ cách đây mấy năm cái Ngọc Lan đi Texas, Austin. Tại vì có nhà người bạn ở đó. Cái lúc đó nhìn thấy nhà mới, cái hỏi là bao nhiêu, khoảng 2 năm. Lúc đó nhà khu nguyên, một khu mới xây, đẹp thật đẹp, 200 mấy. Là lúc đó nó nói trời mắc quá, nhà lên rồi, 200 mấy là nhà mới. Xong cái mình về ngẫm nghĩ, mình tính toán, mình bỏ tiền mình mua một căn này, mình cho thuê thì sao, mình mướn nó coi giùm. Xong rồi cái bây giờ ngẫm đi ngẫm lại, quay qua hỏi nó. Nó nói thôi đi bà, không có mua được đâu. Bây giờ đã là từ 300 mấy, 400 trở lên mà người ta xếp hàng. Có nghĩa rằng là không có mua được. Có những cái miếng đất vừa mới họ giống như là chuẩn bị cái kế hoạch là xây nhà, là đã người nhào vô mua mà đã khó khăn rồi. Austin, thưa quý vị, lý do là Tesla, nhiều đại công ty của California này rời sang Austin. Yeah. Họ lại chọn Austin, Texas. Đó là cái vấn đề. Chúng tôi đặt câu hỏi cho quý khán thính giả cũng như cá nhân mình, con cái cháu của mình sao? Bây giờ làm sao mà nó có khả năng nhà, nếu mà mình không có bỏ tiền ra để giúp cho nó đào một cái nhà. Nhưng mà đào một cái nhà bây giờ chưa không mua được. Người ta đòi tiền mặt không mà trả trên cái giá nhà họ mấy chục ngàn luôn. Tại vì ở vùng này mà anh Thủy nói là trả trên 45-50 ngàn là Ngọc Lan hoàn toàn tin. Bởi vì như đã mấy tháng trước Ngọc Lan nói rồi đó, đi qua bên tiểu bang khác đó, Maryland đâu phải là một cái nơi mà nó phát triển như vậy đâu. Mà đã trả tiền offer mua một cái nhà là trên 20 ngàn rồi. Rất là lạ. Yeah. Thì cái vấn nạn bây giờ, cái số, chưa kể là cái chính sách của ông Biden mới đây cho phép những người xin tị nạn, rồi những người đang chờ đợi làm giấy tờ thủ tục ở bên phía bên kia biên giới. Mà mình chỉ mới nói biên giới với Mỹ thôi, mình chưa nói đến những người đang chờ đợi ở các quốc gia khác xin tị nạn, visa từ phía ông, từ thời của ông Trump chuyển sang thời ông Biden, Cộng hòa với Dân chủ. Nó khác biệt một trời một vực về vấn đề luật di trú. Cho nên cái luật di trú vào thời đảng Dân chủ nó cởi mở hơn rất nhiều. Và chúng ta nhìn thấy đó, trong cái thời gian đầu, trong năm nay thôi, rất nhiều cái sắc lệnh từ thời ông Trump bước sang thời ông Biden nó thay đổi nhiều lắm. Bây giờ ông cho phép nhiều di dân vào đây nữa. Mà quý vị, đón nhận những người này vào, chắc chắn là họ không có nhà cửa, họ phải có chỗ ở. Thế thì, tụm 5, tụm 3, sáng nay NPR, đài phát thanh công lập, họ lại cũng đề cập đến vấn đề nhà ở và họ nói là vô vàn khó khăn. Nhận những người tị nạn, nhận những người di dân vào, trong đó kể cả những di dân bất hợp pháp nữa, vì lý do ông chính sách của ông Biden nói như thế này: những người nào mà ly cách với con cái, bố mẹ bị đuổi, con cái thì nhận ở đây, bây giờ con cái được chăm sóc trong những cái nhà chăm sóc trẻ em, nhưng mà bố mẹ thì phải về lại để làm thủ tục. Ngày hôm nay những người này có khả năng sẽ đoàn tụ và họ được đưa từ bên phía Mỹ sang phía Hoa Kỳ đoàn tụ với con cái. Thì quý vị biết bao nhiêu ngàn người họ sẽ tụ về đây ở các tiểu bang khác. Lẽ đương nhiên là họ thấy California không sống nổi, họ sẽ tìm cách sang các tiểu bang khác. Nhưng mà khổ nỗi đó, cộng đồng của người trong Mỹ Latin ở California nó quá đông đi. Khi mà cộng đồng nó đông như vậy, nó hỗ trợ lấy nhau. Dầu sao cũng là ngôn ngữ dễ dàng nói chuyện, hiểu hết tất cả. Họ dễ dàng nhận cái sự hỗ trợ hơn. Và vì vậy quý vị đi ra đường sẽ thấy nhiều người bán hoa, làm những công việc càng ngày càng nhiều hơn nữa. Trong vòng 4 năm tới, mình không biết được 4 năm sau đó Đảng Cộng Hòa có lên. Mà bởi vì khi Đảng Cộng Hòa lên, họ cũng sẽ thay đổi những cái chính sách về di trú trở lại như thời ông Obama chuyển sang thời ông Trump vậy đó, Ngọc Lan.
Tại vì đang nói đến vấn đề là nhà cửa, thì ở trong cái chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thì Ngọc Lan có mời ông Phát Bùi là nghị viên của thành phố Garden Grove lên nói chuyện, vì trong thời gian qua thì Garden Grove đã cho phép người dân được xây thêm cái nhà phụ ở phía sau. Cái diện tích quy định là bao nhiêu, rồi bây giờ lại sắp sửa có sự thay đổi, có nghĩa là phải xây nhỏ lại thì có những cái phản ứng như thế nào. Rồi bây giờ ông sẽ giải thích, cũng như là bây giờ người dân nếu mà muốn thể hiện cái nguyện vọng của mình rằng là không, tôi vẫn muốn xây cái nhà đó là 1.200 square feet chứ không phải giờ thu nhỏ lại còn 1.000 vân vân, thì sẽ phải làm sao, thì ở trong phần thứ ba của chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thì nghị viên Phát Bùi sẽ xuất hiện để mà nói giải thích thêm về vấn đề xây nhà của một trong những cái quy định mà tôi biết được đó là từ cái bờ tường phía sau với láng giềng của quý vị á, thì cái nhà hay bất cứ một cái vật gì mà cố định á, nó phải cách 10 feet. Thì không biết được cái quy định nó sẽ như thế nào nếu mà cho phép mở ra. Bởi vì giữ cái khoảng cách 10 feet nó an toàn. Có nhiều nhà xây lấn đến độ mà ở giữa còn có 3 feet thôi, thì nó vi phạm các quy định đó. Có thể nhiều người muốn xin để mà xây cái nhà 1.200 square feet đó. Nhưng mà bởi vì 1.200 square feet mà bức tường của mình tới 10 feet lận thì nó dư nhiều quá. Mà nhà bây giờ đó thưa quý vị, 3 tầng. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị Cà phê sáng. Mời quý vị cùng theo dõi.